Rồi như các bạn đã thấy trên màn hình à, Tháng 3 là tháng sinh nhật của mình Ông <laughs> à, mình đùa đấy à, mình chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ về com hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop Để chúng ta thiết kế lịch để bàn 2018 Rồi chào các bạn À, thế cũng đúng ở à, đây, đây đây mình đã làm sẵn một cái bộ số à, mình nhận được rất nhiều yêu cầu ở trên fanpage và ok đây mình đã làm sẵn bộ số rồi à, như những năm trước mình có làm và cũng share cái bộ số kiểu như này nhưng mà đây là năm đầu tiên mà mình chịu khó mình ngồi làm cả về cái số uh, âm luôn tức là ngày ngày âm ngày dương đầy đủ luôn đó thì các bạn thể thấy là chúng ta có tháng có có tháng số có tháng chữ có này À, rất là ok ha Rồi Thì um, Để mà nhận được cái link này á Thì mình có để cái link ngay dưới phần description Cũng như phần uh, comment á Và cái câu của nó sẽ là uh, Đại khái là Click vào đây để đăng ký nhận Bộ số á, thì các bạn sẽ nhận được thôi Ok ha Rồi ở đây mình sẽ tiến hành Mình uh, tạo ra một cái mình thiết kế mình dẫn các bạn thiết kế một cái file luôn ha để chúng ta có thể in được như các bạn có thể đọc ở trên fanpage của mình tại fanpage hpproshop com đó, thì mình sắp tới à mình sẽ nhận in luôn mình sẽ nhận in luôn nghĩa là à, các bạn sẽ rất khó để tìm được một chỗ mà in vừa đẹp mà in lẻ một bộ à, một bộ à, như ở đây mình có in sẵn một bộ các bạn rồi nè biết các bạn có thể thấy rõ không đây mình có in sẵn cho các bạn một bộ rồi đó mình có in mẫu Tuy nhiên là với cái lịch in như thế này á thì mình cảm thấy chất lượng nó chưa ok. Thành ra là mình muốn uh, mình mình làm cho nó ok hơn chút xíu nữa, tức là mình thử một vài sửa nữa khi cái, cái nào ok nhất rồi ấy, thì mình mới chọn để mình có thể hỗ trợ các bạn. Mình đặt in cho các bạn và mình ship tận nơi các bạn luôn. Đó, ok ha. Thì đây À, cái mẫu để mình thiết kế thì mình sẽ để ở dưới tuy nhiên là ta cứ từ từ à, mình sẽ hướng dẫn các bạn quan trọng nhất là chúng ta biết cách làm để mà chúng ta có thể biến tấu để được tạo được một cái uh, một cái sản phẩm mà nó đúng như ý muốn của ông ta luôn chứ không phải là lúc nào phải dựa theo của mình ok ha rồi đầu tiên cách size mà ông ta sẽ làm ở đây thì mình sẽ nhận đặt in các bạn là size 15 nhân 20 uh, 15 nhân 22 ok ha thì mình sẽ tạo ra một cái file 15 à, 15 x 22 đây mình sẽ đặt là 15 này 22 ở đây nhớ chúng ta để cái kích thước đó, nó là cm nha để cm này à, 22 width à, 15 height và resolution các bạn sẽ để là 300 pixel trên inch và ở những cái này các bạn cứ để mặc định thôi 8 bit RGB mode ok ha và chúng ta bấm create ở đây mình đang sử dụng CCA 018 thành ra là cái giao diện nó tương đối khác một chút xíu tuy nhiên là ở phiên bản cũ thì các bạn cũng làm tương tự thôi ha thì nó y chang bên này thôi kích thước là 22 x 15 rồi đây chúng ta đã có được một cái canvas là 22 x 15 ở đây khi mà chúng ta làm thiết kế in ấn thì luôn luôn mình nói ra chúng ta phải chừa ra một cái khoảng gọi là cái khoảng pleat nghĩa là chúng ta phải chừa ra một cái khoảng để lỡ nhưng mà cái giấy của nó nó đặt nó hơi sọc sạch đi thì nó cũng sẽ không có tạo ra những cái khoảng trống nó xấu thì đây cách làm chúng ta như sau là chúng ta vào image chọn canvas size và ở đây các bạn sẽ bấm vào related relative relative à, nhớ chọn cm ha và đây mình sẽ đặt là 0.6 tại vì mình muốn uh, mình mở rộng cái canvas này à uh, bốn góc mỗi góc là 0.3. Đúng không? Tại đây bốn góc và cặp đối mà uh, chiều ngang là 0.6 nè. Thì mình điền đây 0.6 nghĩa là mình sẽ chia hai ra thì mình sẽ có là 0.3 mỗi bên. Tương tự đây 0.3 từ trên và xuống ha và mình nhớ chọn màu trắng rồi cho cụm màu và cọ, chọn ok. Đó thì đây chúng ta sẽ mở rộng ra rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào view này Chọn là new guide layout Ở đây á, cái phần margin à, Phần margin đầu tiên thì mình cũng sẽ tạo Một cái là 0, 0, 0, 0. À, nếu như các bạn nào sử dụng Photoshop CC 2014 2014 hình như là có rồi Hình như là CC CS6 chẳng hạn thế Mà chúng ta chưa có cái view new guide layout này á, Thì các bạn sẽ mở cái rule lên à, Sẽ bấm Ctrl R Ha. và chúng ta click chuột vào cái rule này chúng ta click giữ kéo ra thì các bạn sẽ có cái rule này OK ha, chúng ta sẽ đưa vào kiểu như thế. Rồi à, tiếp tục mình sẽ tạo một cái. Hồi nãy mình mới mở rộng cái split đó, thì bây giờ mình muốn biết được cái split ở khoảng cỡ nào. Thành ra đây là cái margin của mình sẽ là 0.3. Các bạn biết rồi là mở rộng hồi nãy là trên dưới 0.3, à, mở rộng là 0.6 đúng không? Nghĩa là chia đều ra mỗi cạnh là 0.3. Thì đây mình sẽ điền là 0.3. Thì đây chúng ta có khoảng split nghĩa là cái khoảng in chính thức của chúng ta là nằm trong cái ô màu đen này ha mình điền cái gì ở dưới mà thành ra cái này vậy à, mình mình đi mình coi lại coi nãy mình điền ơi không chấm ba chứ rồi đó thì nó sẽ nằm trong cái khoảng này này đó cái khoảng mà mình bôi chọn màu này đó cái khoảng màu đen đó còn cái khoảng màu trắng là bleed ok ha để hiểu rõ hơn về cái bleed thì mình hơi khó giải thích một chút tuy nhiên là các bạn cứ tạm gọi là cái vùng an toàn rồi tiếp theo nữa các bạn có thể để ý là ở cái phần mà ngay phía dưới này, ở à, cái phần phía trên này này thì nó sẽ có cái gọi là cái cái đóng lò xo của nó ha, nó đóng lò xo thành ra là chúng ta phải tạo ra được một cái khoảng à uh, an toàn cho cái đóng lò xo này thì mặc thông thường thì nó sẽ nằm trong khoảng là 1.1 à 1 1, uh, 1 cm cho tới 1.5 cm thì ở đây mình để cỡ 1.5 một uh, 1.5 đi cho nó an toàn vậy đi đấy mình để khóa cửa đó rồi ha như các bạn vừa thấy đó mình click trên này mình kéo xuống này cũng được chẳng có vấn đề gì cả để bỏ đi chúng ta lại sử dụng move tool để chúng ta click kéo thả lên trên cái quang lên xong rồi đó thì chúng ta đã thiết kế được xong rồi ha đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái lịch mà các bạn đã lấy từ cái link mà mình share cho các bạn uh, các bạn click kéo thả vào đây rồi đó thì chúng ta sẽ có cái lịch kiểu như thế này tiếp theo nữa nha thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thêm cái uh, đây chúng ta có thể mở ra đây các bạn có thể thấy là mình đã để rất là nhiều ở à, đây là tháng 9 mình sẽ để là tháng 10 rồi mình chưa đặt chưa kịp đặt tên xong đã tháng 11 tháng 12 rồi đây chúng ta đã có 12 tháng rồi thì các bạn có thể lấy ở à, đây chúng ta tắt bật lên là chúng ta sẽ có những cái tháng này vợ trong tháng này mình đã có sẵn là cái gạch ngang này đó cái gạch ngang này cái 04 tháng 4 này nếu các bạn thích thì các bạn thể đổi sang cái phong khác ha cái này mình để sẵn cái phong khác luôn thứ tháng thứ thì đây đó và tháng tháng thì mình làm ở dạng AI thành ra nếu như các bạn muốn đổi phong thì các bạn sẽ phải click đôi và thì nó sẽ tự động nó bật AI lên à, tuy nhiên mình nghĩ là nếu như bạn nào không rành cái AI thì các bạn có thể đơn giản là để nguyên như thế này cũng được rồi cái phong này tính ra là rất là dễ dùng tại vì các bạn có thể thấy đã in ra thì nó rất là ok ha, à, in ra rất là ok nó không có bị quá gọi là quá bay bổng cũng như gọi là không có bị quá thô rồi đây à, tiếp theo chúng ta sẽ thêm cái hình vô ở đây mình sẽ chọn một vài cái hình à, ví dụ như là hình của uh, Himura à, Nguyễn Đắc Tuấn Himura okay, chắc các bạn cũng biết người này rồi đây mình sẽ kéo hình của anh Himura vào đó kiểu thế đó thì đây các bạn thể thấy cái vùng của mình á, thì mình sẽ làm cho nó bay hẳn ra ngoài vùng bleed luôn nghĩa là sao ở đây á mình sẽ cố gắng mình bấm ctrl t này khi bạn kéo thả vô á, thì nó sẽ hiện ra cái transform thì ở đây á các bạn nhắm làm sao á chúng ta có thể là căn giảm như thế nào cũng được tuy nhiên có một điều nhớ nếu như nó ra ngoài mà chúng ta chủ đích là muốn cho nó fill toàn bộ cái hình á thì chúng ta sẽ cho nó đẩy ra ngoài vùng bleed luôn và đừng để cái bất kỳ cái chi tiết gọi là chi tiết quan trọng nào ví dụ như là mắt mũi tai tóc hay là cái gì đó mà nó à, gọi là phần đầu á không bị cắt nhiều quá bởi vì cái phần này người ta sẽ cắt đi đó, các bạn hiểu Các bạn hiểu ý cái phần này không? Nghĩa là khi mà chúng ta để kiểu như này á Người ta sẽ cắt đi ở ngay cái khoảng mà chúng ta chừa ra Người ta cắt đi Cho nên nếu như mà nó hơi sọc sịch một tí Nếu như các bạn để kiểu này á Mà nó cắt mà nó cắt cái giấy nó để hơi lịch kiểu như này nè đó, nó, nó cắt kiểu hơi lịch như này á, thì nó sẽ mở rộng một cái khoảng trắng ngay phía dưới này các bạn có thể thấy không? Ngay khoảng trắng ở dưới này. Đó thì nó sẽ rất xấu thành ra là mình mới làm thêm cái pleat ở ngoài để khi mà nó có cắt lịch ra đi nữa. Đó thì các bạn thể thấy là chúng ta vẫn có cái phần ở ngoài nó sẽ đẹp. Ok giờ các bạn đã hiểu chưa? Đó chúng ta cho nó cắt bừa luôn, cắt thừa luôn tại vì kích thước của mình là 15 x 20 22. Tuy nhiên là mình để thừa ra để khi nó bị hơi lệch cái giấy trong lúc người ta in á, người ta có cắt cái giấy đi ấy, mình sẽ vẫn sẽ có chi tiết ở đó chứ nó không có lộ cái cái viền trắng. OK ha, cái 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 một cái về uh, kiến thức về thiết kế mà mình nghĩ nó tương đối đơn giản và các bạn nên biết OK ha. Rồi tiếp theo nữa là cái phần ở phía trên này các bạn đừng cố gắng đừng để kiểu như này ha. Nhớ nha, đừng để kiểu này nha, tại vì nó sẽ đóng cái lò xo vô đó. <laughs> Nhưng mình không cần phải giải thích nhiều đúng không? <laughs> ừ, đó đại khái là thế. Rồi ở đây thì uh, mình cảm thấy để cái thứ kiểu như này là OK rồi. À, có phải phần tóc mình sẽ thu nhỏ vào hơn nữa? đó mình sẽ để cỡ này rồi ở đây cái phần tháng tư này ơi mình sẽ đặt nó lên trên cùng nha mình sẽ đặt lên trên cùng ở trên cái phần màu sắc luôn có thể là đổi tên lại thành tháng tư đó kiểu thế rồi đây vị trí tháng tư thì mình sẽ thay đổi đi một chút xíu các bạn có thể để nó cỡ này hoặc là ở dưới hoặc là ở trên tùy à, như ở đây mình đang để rất là nhiều cái định dạng ha có thể là Đấy, có thể là ngang này cũng có thể là dọc cũng có thể là ở trên ở dưới rất là tùy à, ở trên này hình ở dưới kiểu thế, các bạn thể làm bất kỳ cái dạng nào. Như ở đây là mình đang làm dạng dọc này. Đó là tháng tư dạng dọc. Sau khi chúng ta làm xong tháng tư dạng dọc rồi, mình sẽ tắt cái này đi. À, mình sẽ tắt cái hình tháng tư đi. Thì đây mình sẽ kéo tiếp tục ở hình hình này chẳng hạn thế. Mình đưa vào đây. Đó, tới đây chúng ta sẽ phải crop đi bớt một chút hoặc là chúng ta thay đổi như nào đó. Như mình sẽ phải đưa nó lên trên đầu này. Mình sẽ đổi. Ví dụ như là đây mình sẽ để nó là tháng 1 đó thì đây mình sẽ để, sẽ để cái hình này là tháng 1 đi ở đây các bạn có thể chỉnh rất là nhiều cách ví dụ như là mình có thể để một góc kiểu như thế này Đấy, như cái hình này thì mình sẽ để cho nó rộng ra hoặc là kiểu như thế này cũng được đó ví dụ vậy thôi nha ví dụ thôi đây mình sẽ để tháng 1 số ở đây rồi hình ở bên góc đó chẳng hạn vậy ở đây mình sẽ cho nó tương đối vị trí nó hơi ạc ạc một chút xíu ha mình sẽ để góc kiểu như thế này à, để góc cỡ này đi để cho nó đỡ bị bớt vào đầu sau đó chúng ta sẽ à, gọi là đưa chuột vô à, và chúng ta tạo ra một cái gọi là mask ha, mình sẽ đưa kéo chuột vô cái phần mà chúng ta muốn tạo ra cái mask và chúng ta click vào layer mask đó thì chúng ta sẽ có cái kiểu như thế này nếu như các bạn không thích nữa ha, các bạn có thể là để cho nó rộng hẳn ra kiểu vậy để cho nó rộng hẳn ra và các bạn để xuống dưới này ôi cái hình này thì nó hơi khó sử dụng mình sẽ sử dụng cái hình này đi đây hình này đi mình sẽ để kiểu này sau đó các bạn có thể crop đi ở đây anh Himura anh bỏ 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 qua lỗi cho em nhé tại vì cái này cái vị trí của cái logo đây là dùng cái anh Himura này đó anh Đắc Tuấn ha rồi đó thì ở đây mình sẽ crop đi à, mình sẽ crop đi <laughs> cái này không phải lỗi của em nhé anh Tuấn anh Tuấn bỏ qua cho em vụ này nhá rồi đây mình sẽ crop cái phần này đi ơi lỡ rồi ở đây thì mình sẽ bấm Ctrl Y À, để chúng ta đảo ngược cái này lại. Như các bạn biết ở những cái layer, những cái um, những cái tool trước của mình rồi á, là khi mà mình uh, sử dụng layer mask á, là chỗ nào màu đen thì nó sẽ gọi là ẩn cái chỗ đó đi. Như đây mình muốn có lẽ là mình sẽ thay đổi layer chút xíu, mình sẽ mở rộng chỗ này ra. Đó thì mình sẽ fill màu trắng vào đây. Mình có thể chọn cái cái pen bucket này, chọn màu trắng lại bôi vào đây cái đó và đây mình sẽ đưa cái tháng 1 à, tháng 1 mình sẽ thay đổi layout một chút xíu là mình sẽ chọn hai cái là gạch ngang với lại chữ tháng 1 này mình sử dụng mu tool ha và mình kéo đưa xuống dưới này đó chẳng hạn thế và cái thứ và tháng mình sẽ chọn hai layer đó và mình thay đổi vị trí một chút xíu đó kiểu vậy rồi ở đây chúng ta đã có cái tháng 1 khá là ok và mình có thể di chuyển thay đổi vị trí à, ví dụ như là mình để đây chẳng hạn vậy hoặc là để đây đó thì chúng ta đã có được thêm một cái trang nữa ha thì tiếp tục đây chúng ta đang lại, lại lưu lại cái này có thể có thể đặt tên là lịch đi đấy lịch và chúng ta sẽ chọn là jpeg ha chọn jpeg thôi là được rồi không cần phải tip hay là cái gì cả ở đây mình sẽ đặt là tháng 1 đó và chúng ta save nhớ tích vào trong cái icc ha nhớ tích icc đây này icc profile các bạn đặt uh, jpeg là tháng 1 đó, tháng 1 rồi như hồi nãy mình làm tháng 4 rồi đúng không Thì mình sẽ bật cái tháng 4 lên à, Tắt tháng 1 đi và tháng 4 lên Đó và mình sẽ lưu lại là tháng 4 Đó Thì đây đã có hai cái là tháng 1 và tháng 4 rồi Ở à, đâu rồi Lệch đài Đấy Chúng ta đã có một cái gọi là tháng 1 Và tháng 4 này Đây là tháng 1 này Đó và chúng ta sẽ có cái tháng 4 này Khá là ok đúng không à, Như này mà chúng ta tặng bạn bè hay là người thân hay là khách hàng nó rất là tuyệt vời và ở đây tiếp tục á, chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ có tổng cộng là 14 trang ha 14 trang tức là 7 tờ giấy in hai mặt cho nó tiết kiệm một chút xíu thì đây chúng ta sẽ có 14 trang, trong đó 12 trang là thứ là tháng rồi, tức là từ tháng 1 tới tháng 12 là 12 tháng. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có hai trang trống, một trang mình sẽ là bìa trước và một trang là bìa sau. Thì cách làm như sau này, kích thước cũng y chang vậy luôn thì ở đây mình có thể tắt cái này đi. À, thậm chí là bỏ luôn thứ hai tháng đi cũng được. À, trước hết là mình cứ lưu cái này lại cho các bạn đã. Mình sẽ lưu cái này lại là lịch uh, 2018. À, tí nữa mình sẽ lưu cái này lại và mình xe ngay phía dưới đó nguyên cái bộ số đó các bạn có thể lấy luôn đó ha, cái file này mình cũng sẽ làm sẵn cho các bạn luôn, tức là mình gửi luôn cái file này cho bạn cho các bạn luôn đi, để cho cái cái vị trí này nọ và cái file chúng ta tạo ra cho nó nhanh, dễ dùng, không cần phải tạo mới. Rồi, ở đây mình sẽ ẩn cái này đi. Rồi, ở đây về cái bìa, à, vấn đề là bìa ha thì các bạn à, có thể làm như sau này, các bạn có thể làm bất kỳ một cái hiệu ứng gì à, về cái à, hình ảnh và thêm thêm cái câu chữ gì đó tùy các bạn Tuy nhiên là một vài lưu ý là mình nghĩ là các bạn không nên chọn ví dụ như là để chữ Happy New Year hoặc là để cái gì đó mà nó thuộc dạng nó thiên về cái khoảng thời gian các bạn hiểu đúng không nghĩa là một cái lịch có thể chúng ta tặng vào đầu năm mới thật nó Happy New Year thật nhưng mà người ta dùng cái cuốn lịch cho cả năm cơ mà không lẽ tới hè người ta mở ra vẫn là Happy New Year nó hơi kỳ đúng không cho nên là đó là ý kiến của mình như nãy á, về bộ số thì các bạn ngoài cái những cái vùng trống này các bạn thể các bạn có thể thấy là những cái vùng trống này nó còn khá nhiều thành ra các bạn có thể thấy bất kỳ cái gì. Rồi. Rồi tiếp theo nữa. Rồi, nãy giờ nói hơi bị nhanh nhỉ. <laughs> rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm cái bìa ha. Ở đây cái bìa thì mình sẽ làm cái hiệu ứng uh, đắp uh, exposure, double exposure. Uh, ôi mình để nhầm rồi. Đâu rồi? Phần download mình cũng lấy cái hình này luôn đây, đó mình sẽ lấy cái hình này ha, mình sẽ zoom out ra một chút xíu đó để vị trí này và đây chúng ta mình mình sẽ đi tìm một cái, uh, uh, mình sẽ lên lấy một cái stock free ở đây mình đang lên cái trang là goraida, goraida, mình chờ tí nó load lên là các bạn sẽ biết được cái trang này. đó nó đây nè goradar.com nha các bạn vô cái trang này chờ chút xíu cho load, và ở đây mình sẽ load, mình sẽ tìm uh, một cái hình mà nó dạng như là rừng cây phía sau uh, nó lót khá là lâu nha, đây mình sẽ search là forest đó mình sẽ search là forest và mình cái tìm một cái hình rừng cây đại khái vậy để mà mình tạo ra được cái hiệu ứng à, tạo ra được một cái hiệu ứng dạng như là chồng lên đó, thì các bạn thể thấy là những cái hình ví dụ như là hình cưới đi có khá là nhiều người người ta sử dụng cái cái cách làm này ở đây mình cảm thấy cái hình này khá là ok mình mình chuyển qua cái trang là pixel mà mình chọn tại vì bên goraida nó lâu quá ở đây mình sẽ kéo cái này vô và đây mình có thể làm một cách rất là đơn giản thôi ha Không cần phải gọi là cầu kỳ quá hay là phải phức tạp hay như thế nào cả Mình sẽ lật ngang nó lại bấm bấm Ctrl T để ra được cái mình sẽ để xuống phía dưới Và đây mình sẽ chuyển nó qua là Screen Có lẽ là Screen đi Và ở cái này mình sẽ cho nó thành layer thường mình sẽ bấm chuột phải và chọn Rasterize, sau đó mình sẽ Ctrl Shift U để biến nó thành ảnh trắng đen thì cuối cùng mình sẽ kết quả kiểu như này khá là epic à, mình sẽ phóng to này ra tí mình sẽ bấm ctrl t ha và mình phóng to ra một chút xíu rồi đại hay là vậy thì đây các bạn thể thêm những cái có thể là chữ có thể là typography hay là tên của người mẫu này chẳng hạn thế và chúng ta lưu lại ở đây mình sẽ lưu lại với cái tên là bìa chẳng hạn vậy bìa trước rồi chẳng hạn thế rồi bìa sau các bạn có thể làm tương tự hoặc là uh, Có một cái mẹo nhỏ nhỏ cho các bạn là Bởi vì cái lịch này không phải ai cũng Người ta cũng siêng năng mỗi tháng người ta lật ra cả Rồi đại khái là mình muốn là mình ở Trang cuối cùng này có một cái mẹo là các bạn có thể Thêm hẳn cái số uh, Nguyên bộ số 12 tháng vào đây luôn Nghĩa là chúng ta sẽ để cho người ta có thể là đại khái là nó nó nhanh nhưng mà nghĩa là người ta một là người ta lật từng trang hoặc là người ta có thể để trang cuối người ta coi. Tuy nhiên đối với mình á, mình có thể làm đơn giản là một dòng chữ hoặc là một lời nhắn hoặc là một bất kỳ cái gì đó ẩn ẩn hơi nhỏ nhỏ chẳng hạn thế. Ví dụ như là mình sẽ tạo một cái lớp màu và ví dụ như là màu đỏ hay màu hồng gì đó, à, màu hồng chẳng hạn vậy. Đó rồi các bạn gõ được cái chữ gì gì đó ở dưới. Ha. À, hồi nãy về cái bộ số lịch á mình quên mất là còn một cái về màu nữa ở đây ha cái màu này các bạn thì click đôi vào đây và các bạn kéo cái thanh hiu này về để chúng ta đổi cái màu số hay là cái màu này cái cái màu uh, mình nót những cái màu quan trọng cũng như là cái ngày tháng chủ nhật cũng như là cái này á các bạn có thể đổi ha đây đổi này tăng giảm này saturation có thể tăng giảm cái độ đậm cái cái độ bão hòa và thay đổi màu sau khi lưu tất cả rồi á mình đã có được một cái bộ kiểu như thế thì mình đang có cái lịch uh, này chẳng hạn vậy đây mình sẽ bỏ toàn bộ những cái hình vô trong một folder ha sau đó các bạn uh, đổi cái uh, folder các bạn để hết vào trong một folder sau đó các bạn thay đổi tên của cái folder này lại thành uh, tên của bạn và số điện thoại ha tên của bạn và số điện thoại sau đó các bạn up lên cái link uh, mình đăng ký uh, gửi um, mình đăng ký và đây khá là mình cho phép các bạn đăng ký các bạn à, gửi cái file của các bạn à, cho mình và mình sẽ in cho các bạn ha và giá tiền nó sẽ là 200 trăm nghìn hiện tại á, thì mình đang vẫn chờ bên sửa in và mình ở thời điểm này thôi ở thời điểm mình quay thôi và tới ngày năm sẽ là chính thức mình nhận và mình sẽ bắt đầu feedback lại cho các bạn là file có vấn đề gì hay không hoặc là các bạn cần mình layout hoặc là bất kỳ cái vấn đề gì đó mình sẽ layout miễn phí cho các bạn Tất nhiên là về cái thiết kế nó sẽ có đổi khác một chút xíu, à, về thiết kế nó sẽ có đổi khác một chút xíu. Tuy nhiên là với cái uh, uh, chất lượng thì mình sẽ làm tương tự luôn. Nghĩa là nếu các bạn không cần quá cầu kỳ, các bạn không muốn cầu kỳ và các bạn không muốn tự thiết kế thì các bạn thể đưa 12 tấm hình của các bạn thì mình sẽ thiết kế giúp cho các bạn luôn cũng được nữa. Thì cái link nó nằm ngay ở phía dưới ha. Thì giá của nó sẽ là 200 000 một bộ. Mình sẽ free ship tận nhà cho các bạn ở toàn quốc luôn có thể gửi vô ha. Sau khi các bạn làm như thế này rồi á nhớ chúng ta nén nó lại. À, chứ các bạn nén nó lại là bấm chuột phải này chọn uh, nếu các bạn có cài ra hoặc là 7zip hay là bất kỳ cái gì đó các bạn nén nó lại ha. Nén nó lại thành một file và các bạn đặt tên tương tự như thế luôn. Như ở đây vẫn là đó là in lịch uh, Hoàng Phúc rồi số điện thoại của mình đại khái thế. Rồi ở đây á. À, và đó là cái cách để chúng ta tạo ra được một cái bộ lịch ha Cái bộ số thì mình cũng có để link ngay phía dưới rồi Thì à, nếu như các bạn cần thêm sự tham khảo Các bạn có thể coi những cái tutorial ở những năm trước của mình nữa Để các bạn có thêm ý tưởng Rồi, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau à, Đừng quên like, share, subscribe Và comment cho mình biết ở cái tutorial sau các bạn muốn mình làm vấn đề gì nha Bye bye